Có tiếng này em ngồi đó coi anh Hùng đang xây à, không biết là đang xem cái cách xây của anh Hùng hay là đang mong muốn có một nhà vệ sinh sớm nhất. Mà theo một Bùi Hồ nghĩ rằng á, thì chắc có lẽ là em đang mong muốn nhà vệ sinh sớm nhất. Mời cô bác anh chị cùng tới đây. Xin chào cô bác quý anh chị, cũng là hôm nay là ngày thứ sáu rồi, các anh thợ vẫn đang gấp rút hoàn thành công trình sớm nhất cho bà cụ cùng với lại ba người cháu của mình sống cái cảnh không nhà vệ sinh. Và ao ước lớn nhất đó có được một cái nhà vệ sinh nó lành lặn và đúng nghĩa. Thì ngày hôm nay á, thì ngoại của bé Tuyền, bé Tuyết nè, thì đi bán vé số rồi. Bé Tuyền thì đi học, chỉ còn lại bé Tuyết ở nhà. Và một cái hình ảnh mà Bùi Hồ rất là xúc động đó là bé Tuyết, bé đang ngồi coi các anh thợ xây nhà vệ sinh. Người ta nói rằng là khi một khi đã ao ước thì mình sẽ cố gắng thực hiện, và khi cái gì mà mình muốn có được thì mình sẽ mong cái đó nó sớm nhất. Và đây là hình ảnh mà gây xúc động các anh em nãy giờ. Anh Đồng hơi liên máy qua kia, đây là cô bác anh chị, cứ ngồi như vậy á, trong ngóng suốt vậy á. Cái nhà vệ sinh thì bên kia kìa, cứ quay qua nhìn cái nhà vệ sinh mới, không biết thì có trong cái tâm tưởng của em như thế nào. Nhưng mà sáng giờ thì cũng khoảng hơn nửa tiếng em ngồi đó coi anh Hùng đang xây. Không biết là đang xem cái cách xây của anh Hùng hay là đang mong muốn có một nhà vệ sinh sớm nhất. Mà theo một Bùi Hồ nghĩ rằng á, thì chắc có lẽ là em đang mong muốn nhà vệ sinh sớm nhất. Mời cô bác anh chị cùng tới đây. Con coi gì vậy? Coi chú làm nhà vệ sinh. Coi chú làm nhà vệ sinh hả? Ôi trời ơi. Sao là coi chú làm nhà vệ sinh là sao? Chú làm dở quá hay sao? Chứ là sao? Anh đầu qua đây đi. Sao? Thấy chú làm được không? Được. Được sao? Hả? Dạ. Sao mà con cứ nhìn chú xây suốt vậy? Coi chú làm nhà vệ sinh. Vậy hả? Tại vì hồi đó giờ ước cái nhà vệ sinh hay gì mà không có được, bây giờ thấy chú xây lên đẹp quá đúng không? Rồi bây giờ suy nghĩ gì nói chú nghe. Hả? Suy nghĩ gì nói chú nghe. Rồi muốn có nhà vệ sinh sớm nhất đúng không? Dạ. Muốn có liền không? Dạ. Muốn có liền không? Thấy nhà vệ sinh mới này á thì suy nghĩ ngày trước đi, nhà vệ sinh cũ thì sao? Không phải ngày trước mà hiện nay nó vẫn còn tình cảnh đó thì sao? Vui dữ không? Vui sao? Sắp có nhà vệ sinh mới. Nói lớn lớn lên con. Sắp có nhà vệ sinh mới. Từ nay về sau thì ngoại nè, em Tuyền nè, rồi con không có đi nhà vệ sinh, không có đi tắm trong mưa nữa đúng không? Cũng không có đi nhà vệ sinh ở trong những cái bọc ni lông nữa đúng không? Thương lắm cô bác với anh chị. Đâu lại đó hỏi coi chú xây nào xong. Thôi. Sao vậy? Để chú làm đi. Để chú làm hỏi thử coi. Sao vậy? Thôi. Sao hơn? Chú làm đi. Sợ làm phiền chú đúng không? Ở ngoan ghê không? Không dám hỏi chú luôn. Mong muốn có sớm lắm. Thấy chú xây vậy cứ dòm hoài mà kêu lại hỏi là không dám hỏi. Sợ chú làm phiền chú rồi chú làm chậm lại hả gì? Đó. Sáng nay cơm gì? Sáng nay con không có ăn, mua mì về ăn. Rồi trưa ăn cơm gì? Dạ con chưa biết nữa. Bà ngoại mua về hả? Dạ. Sáng nay bà ngoại đi bán sớm không? Dạ sớm. Vậy hả? Để qua chú hỏi cái chú đó rồi xây sớm không nha. Chịu không? Dạ. Con muốn hỏi không? Đi con đi qua luôn đi. Đi qua đứng hỏi chung luôn. Hỏi đi, đi hỏi đi. Đi. Cứ ngồi đây, dựa đây là ngủ luôn. Đôi khi là muốn khủ gục luôn. Gục luôn. Trời ơi. Đi đi đi. Anh Hùng. Đi, đi, đi xích vô, đi xích vô. Hỏi kìa. Hỏi gì hỏi đi con. Cái gì đâu ngại. Hỏi đi, con hỏi đi. Hỏi là xây nhà vệ sinh xong sớm không? Khoảng 2 ngày nữa là xong. 2 ngày nữa là xong. Nãy giờ là cứ coi anh suốt vậy á. 2 ngày nữa đi được rồi. Nãy giờ là cứ coi anh ngồi ở đó ngủ gục luôn, hỏi sao coi chú xây nhà vệ sinh. Hay là muốn học nghề hồ của chú? Muốn học nghề hồ hay gì? Muốn không?
Ông muốn học nghề hồ mà chỉ coi được ưa ao ước nhà vệ sinh. Bây giờ thấy anh Hùng say. Anh Hùng là trưa nay làm khỏi ngủ trưa nha anh Hùng. Khỏi nghỉ trưa luôn. Dạ bây giờ bé nó cứ coi anh say suốt vậy. Độ cao tới đó là được chưa anh? Gần được rồi đó. Thêm gì nữa hả? Này là đủ chỉnh rồi mà. Đang đi máy xéo á. Cái nhà vệ sinh là có lập tôn rồi đóng là phong. Và sáng nay thì Bùi Hồ được anh hợp thông tin đó, bạn ơi. Thông tin là cái nhà vệ sinh này là cái bồn cầu là bấm nút luôn nha, chứ không phải là bồn cầu dội nước mà bấm nút luôn. Anh Hợp nói là cái bồn cầu hình như là 1.4 triệu đúng không anh Hồng? Hình như là vậy anh Hợp. Mình để cho anh Hùng làm đi, để trễ tiến độ. Có chuyện gì kể nghe đi. Nói chơi cơ bản anh chị anh Hùng anh cũng cố gắng gấp rút làm cho mấy bà cháu cho nó xong sớm sớm, mà phải khi mà hoàn thành ngôi nhà thì cũng mới vô được. Thì theo dự tính thì khoảng thứ tư tuần này á thì sẽ xong. Ngày hôm nay là cũng là thứ hai rồi anh Hùng. Dạ chắc cỡ thứ tư thì nhà cầu xong đó. Bởi vì giờ chỉ xây gọn thì chiều nay tô à. Dạ tô chờ gặp về là có là dán à. Dạ dán rồi là vô bình thường, dán rồi thì hai ngày nữa là đắp cái bằng cầu bình thường. Đánh máy xéo từ bên đó qua. Đến cái chiều cao mà đến cái đòn tay là bao nhiêu mét anh Hùng? 2m3. 2m3. Đỉnh là 2m3. Dạ. Đỉnh này 2m1. Dạ. Đang lấy độ dốc 2 tấc để cho lợp máy nó chạy xuống. Đi á. Dạ. Đây nè anh Hùng anh lấy hồ nè cô ơi anh chị. Ở dưới này nó không có một miếng hồ đổ luôn á. Chiều nay là lát nữa là tô luôn hả? Dạ. Ngày mai thì mới dán gạch quá. Mai có gạch thì dán. Dạ. Cái nhà này theo gần gần giống như là hình chữ L ha anh Hùng ha. Dạ đúng rồi. Bởi vì mình để nhà cầu đồ ngoài này với chỗ có chén đồ nó rộng trong cái nhà. Dạ. Nó nhìn thấy đẹp hơn là để ở trong nhà. Trong nhà thì nó chiếm diện tích đồ đó. Dạ. Không có được thoải mái như để ngoài này. Dạ. Tùy theo mỗi cái nền khác nhau mà giữ lại diện tích đất nó khác nhau mà mình sẽ có cách bố trí cái ngôi nhà nó sẽ khác nhau. Ngôi nhà này theo tưởng tượng thì em nghĩ cũng khá là đẹp á. Dạ. Thấy nhà này thấy lên gì thì thấy đẹp hơn nhà của không phải mình phân bị nhau nha. Dạ. Thì thấy nó đẹp hơn nhà của dưới chứ có cái gì mình có mặt bằng sẵn. Dạ. Thì ra nó đẹp hơn còn cái dưới thì lậu xịn lậu nước làm quá hơn. Chắc giả hơn. Dạ. Hôm qua nay thì cũng làm dầm mưa dãi nắng, cố gắng làm cho nó xong sớm anh Hùng ha. Đúng rồi, để tranh thủ làm, mình cho anh em xuống, anh Vũ xuống một cái làm rồi cứ để mà mình mà ngưng lại một cái thì ngày nay là không làm được. Dạ. Thì ra bắt buộc anh em phải chịu cực một buổi mưa đi. Dạ. Mới đổ cho anh em là mau cho nhà cô Út về ở. Dạ. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, chúc anh cùng với lại gia đình luôn có nhiều sức khỏe ha. Rồi, cảm ơn Bùi Hồ nha. Dạ. Ở ngoài này thì cái bản về bên đây thì bắn tôn luôn. Ô tôn này đẹp anh Vũ ha. Tí xíu nữa là mình dựng bắn xong là mình dựng một bên lên luôn. Không mình dựng về này dựng về. Dạ. Bên đây anh ơi cho che nắng anh nè. Dựng bên đây cho nó mát thôi. Hôm qua thấy anh lạnh rồi bữa nay cho nắng vô cái nắm lại. Con chim ăn theo không ăn gì, cá không ăn bị cái bản về bên đây là dựng buổi sáng luôn anh Vũ ha. Dạ. Buổi sáng nay là mình làm hai cái kịp không? Kịp anh. Sáng nay là dựng hai cái kịp luôn hả? Tôn này là dập giống như tôn của bên chị dứa không anh Vũ? Giống anh, thứ hả? Dạ. Dạ. Sáng nay anh Vũ lật đật thì chở cái xe này có anh Vũ có ở nhà có làm cái trang thờ có đem xuống đây để mà gắn luôn cho bà cụ. Dạ có hai cái rồi. Dạ.
Làm tôm này mà nắng quá thì làm nó hơi cực đúng không anh Dũng? Dạ. Nóng. Nóng. Một hai tấm tôm đó là dựng lên luôn đó ha. Sao biết đi mới được, đi ngay mấy cái cây đốn. Ủa sao anh lớn qua bên đây làm luôn rồi? Sao anh qua bên đây anh làm luôn rồi? Vui lắm, làm pha theo những cái câu chuyện vui vui cho đỡ mệt. Đó, tôi cho đỡ mặt nha, anh lớn nha. Ổn điện. Này anh vô lấy cái tấm nha. Mình mướn cà phê chung nhau đó. Mướn cà phê ăn sáng chung nhau mà. Bước cây không, em bước ngay cây đố. Nhưng mà em nặng ký hơn bon á. Em bước nó bị lún. Nói chơi thôi mà. Mấy anh em làm cố gắng hỗ trợ nhau dữ lắm luôn á. Miếng lam ngoài trước hay ngoài sau Khánh? Này nè. Trước hả? Đẹp ha. Này miếng lam này giống nhọc nhất hay Khánh ha? Bây giờ buồn ngủ không Khánh? Không hả? Không buồn ngủ rồi nè. Làm có suy nghĩ rồi cái nó không buồn ngủ ha. Có anh thợ sắt đang bắn mấy cái tôn dần vô để mà tí xíu nữa đây thì sẽ dựng lên. Sóng này là dựng lên hả anh Vũ? Anh Một Đồng nói lúc trước làm thợ mai em đâu có tin. Cầm kéo cắt tôn thì em mới tin nè. Cắt cái này nó khó hơn cắt giải không anh Đồng? Khó hơn. Dạ hả? Đúng rồi nghe. Lực hơn nhiều. Cắt máy rồi nè. Nào, vậy cái gì cho nó cắt máy. Không, anh Đồng cắt được à. Tôi nãy dày quá đúng không Dung? Rồi xong, cảm ơn anh. Dạ. Đằng này sắc nhiều hơn. Biết với anh đằng này nè, chỗ đằng này nè. Chưa?
Trời ơi, dần cái dắt lên cái nhìn cái nó khác liền ha. Hả? Hôm trước thì các anh thợ cũng đổ cái phần bê tông á, thì cũng chừa luôn cái phần gâu để mà có thể chấm cái mối hàng vô để nối với cái phần nền với lại cái phần tiền chế ở trên đó cô bác anh chị. Miếng nữa, miếng nữa. Lỗ rồi, lùi lại. Rồi. Đang chút. Rồi, đẹp rồi. Rồi đưa sách về lên cho anh Bon đánh hàng đi. Đâu rồi? Ông Bay đang giấu tôi đâu rồi? Ở hàng cái phần nào? À, hàng cái chổi hả? Cột đỡ cái đi rồi cái hàng chổi. Cột đỡ đi. Cột đỡ đi. Tí rồi. Rồi ai quay phim với lại leo thốt nốt đi ra. Rồi bon cái chắc đi con đâu. Cái giảm mỗi tay nó mà. Ôi ôi lên mới tắm dắp thấy nhà bự ha em. Dạ. Ôi ôi. Quá chàng bự rồi. Cô. Lên nhà kìa kìa. Quá cô quá mừng kìa. Sao cô thấy mấy ông thợ làm đẹp không? Ôi, đẹp quá. Nghe hả? Đẹp lắm. Có hàng đằng sau luôn không anh Bon? Hàng luôn anh. Phải có cây chổi để chịu lại. Khi mà gác cái đòn tay ngang á thì nó mới vững rồi mới gỡ cái cây chổi đó ra. Ồ, dựng cái nhà lên cái nó thấy nó lực lượng quá ha. Gập nó to quá. Gập mà cao lên nữa. Tại còn đóng phần la phong nữa. Cao lên cho anh luôn. Quá cao. Cao gì nó mới thoáng. Rồi em buông em anh Vũ. Đó, đẹp anh. Rồi, mà xong một bên. Sáng giờ khoảng 2 tiếng anh Vũ ha. 2-3 tiếng là xong một bên. Bữa nay tới xế là lợp nắp luôn rồi. Quá mau rồi. Anh Vũ anh giỏi quá. Hoàn thành một bên. Sáng nay cô đi chợ mua nhiêu cá hả cô? Dạ 20.000. 20.000 hả? Dạ. Dạ, sáng nay cô bán bao nhiêu tờ vé số? Dạ 60 tờ. 60 tờ. Dạ.
Này mình chắc mình ăn sáng chiều luôn quá hả cô? Dạ. Cái này cá biển. Dạ, cá này nó nói cá mắc lội, mắc lộ như nè. Bao nhiêu ký hả cô? Dạ, không biết nữa, mua 2 ngàn thì nó bán được 6 con. Dạ, khỏi trả giá. Dạ. Bán số hết chưa cô? Dạ, còn chắc cũng khoảng 20 mấy tờ rồi đó. Dạ. Ủa, cô bán chậm hả? Dạ, bắt đầu sáng hồi nãy mới đi trễ. Còn chiều hôm qua là không có đi bán. Dạ. Chiều nay mình đi bán tiếp. Thì mình bán chút nữa hết rồi. Dạ. Thì mình lấy cái số mới mình bán. Dạ. Chúng em anh Đồng ơi. Anh này anh phải leo dừa. Anh xịt mũi, anh xịt trúng mùi hồ luôn. Nên là nữ tưởng đâu em là con mũi gì không? Thấy các nhà mừng không cô? Dạ mừng, mừng quá trời mừng luôn. Dạ hả? Được nhà đẹp nè, nhà cao mà rộng nữa. Có nghĩ rằng mình được ngôi nhà không? Cũng nhờ cô bác Mạnh Thường Quân rồi sao mới có cái nhà chứ giờ mình ở đời cũng không có. Thắng nổi, mua không nổi. Dạ. Được, cái nhà mừng quá trời mừng. Cái chỗ gửa của cô nè. Nó cũng đơn sơ lắm. Và mai mốt này thì anh Hợp anh cũng làm luôn cái chỗ gửi rau gửi cá. Dạ. Cảm ơn chú Hợp, cảm ơn. Nới ra cô ơi, nới ra tí xíu. Ra ngoài này đi cô. Ra đây. Rồi. Ồ anh đó anh leo dừa, anh Đồng anh leo dừa. Có bắt cơm chưa? Dạ nấu sáng chắc thứ ở nhà nấu rồi quá. Dạ. Giờ về chỉ chiên cá thôi. Dạ. Cá này mình chiên cô ha. Dạ muối chiên. Muối chiên. Muối chiên mới ăn được như này. Dạ. Tiếc ở nhà là bắt cơm. Dạ. Khi cô đi bán về thì cô sẽ. Dạ, chỉ làm đồ ăn thôi. Làm đồ ăn lại. Thường là mình không có ăn sáng hả cô? Dạ không, không có ăn sáng gì hết. Dạ, chỉ ăn ăn cơm thôi. Dạ. Nói thẳng là từ sáng đến chiều là chỉ có cơm thôi. Dạ. Chứ không có bánh sáng gì hết. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ ở nhà thì nấu cơm bỏ nó thì nó đói giờ nào thì nó múc nó ăn giờ đó. Thì nó ăn ngày 3 bánh xét, 2 bánh xét cũng không chừng. Anh Đồng ơi thả dây á chứ em ở dưới này nha. Rồi gần xong rồi. Tí xíu là chiên miếng là có ăn đồ chấm gì không cô? Dạ không, chỉ có một món thôi. Kho cũng một món mà chiên cũng một món thôi. Dạ. Còn ví dụ như mình xào á thì cũng một món rồi ăn nước tương. Xào thì ăn củ, rau củ với nước tương thôi. Dạ. Ví dụ mua rau muống hay là đậu que gì đó xào. Dạ. Dạ. Rồi cô làm xong rồi. Ơi bán này bán cố gắng giữ gìn sức khỏe mai mốt còn vô nhà mới nha. Dạ. Ồ gắn cái lam lên nhìn đẹp quá. Rồi cái lam này nhìn dễ thương nha. Lam này bằng gì anh? Hồ. Hồ á hả? Sao mà làm khéo vậy ta? Làm em tưởng đồ là giống vỏ đá vậy hả? Nó có khung sẵn nó đổ. Cái lam mình này lấy ánh sáng lấy gió luôn. Có thâm với lại đối luôn khí với bên ngoài á. Mình nữa vô nhà vệ sinh nó không sẽ bị ngộp, không bị ngộp. Nhưng mà như vậy ở ngoài nó thấp quá không? Từ dưới lên nhiêu? Ở ngoài nó lên nó 1m8, 1m9 rồi. Là nhìn vô là không thấy. Dạ. Mà đứng lúc bên kia thấy giá bên kia nhìn cũng chưa thấy nữa. À. Bởi vì là mình ở dưới đây mình lúc cái này rồi. Dạ. Đứng vô á. Ủa có đằng kia đằng dưới kia. Ừ. Nhìn có thấy không? Thấy gì thấy gì. Thấy đẹp quá. Chắc chiều nay là tô luôn rồi. Chị con chọc đi lại. Dạ. Đem một câu về luôn chưa? Chưa.
chưa giặt mưa vậy. Mai mới giao hả? Giặt bông giao hết rồi. Xây mấy cái nhà vệ sinh như thế này, mấy cái bo, mấy cái cạnh, mấy góc rồi thấy nó lâu ha. Tại vì nó không có khối lượng, dạ. Nó góc rồi, nó cạnh rồi. Dạ. Còn cái đường trùng mình có dây sẵn rồi, hẳn là cậu đi xe. Đây nè cô bác anh chị, cái nhà vệ sinh thì cái cửa đây, cái cửa chỗ này nè. Đang gáp cái cánh cửa của nhà vệ sinh. Sáng nay là gáp cái bản về bên đây luôn hả anh Dũng? Chiều nay là bắt đầu mình lợp luôn ha. Dạ. Cửa này là cửa nhôm. Xây cái phần này nhỏ mà nó lâu anh Hùng. Cái cửa nhôm nhìn đẹp. Sang liền. Dạ. Chứ nhìn lại cái nhà vệ sinh cũ kia có cái cây tạm bợ với là miếng bạc thôi. Cái nhà vệ sinh này cái tự nhiên cái mình thấy nó vui vui. Các anh thợ mà bắn tôn mà chú không kịp vác vô luôn. Nhanh quá. Khi mà thợ lành nghề thành thử là làm cái việc gì nó cũng nhanh á, mỗi người mỗi việc hết à. Tôn này dày lắm cô bác anh chị. Trời ơi, nhanh ha. Anh Bon bắn chậm quá anh Bon. Bấm chậm. Bắn tôn chậm quá vậy. Đầu đó nó bị ấy hả? Ờ, à, nó bị gớt ra. Cái mũi khoan nó bị tà đúng không? À. Tiếp nữa mày. Vô cái này nè, mình làm nó chín liền nhau ạ. Rồi bây giờ thì cũng dựng cái dách thứ hai. Cái dách mà này kêu là tôn. Sáng ngày hôm nay thì dựng hai cái dách xong đó cơ bác anh chị. Chiều nay thì sẽ gác đòn tay và lợp mái luôn. Sau đó thì sẽ tiến hành đóng lò phong. Thì anh Hợp mới tiến hành dán gạch. Con vô trong đi Tiền, cho mấy chú làm. Chú có làm được không? Em chậm chân hả? Chân gì? Đạp chân đi. Có gì đâu mà đạp chân. Mày đạp chân mày nè, em không đó là mày đậu nãy nữa. Cái chân đó xích lên nhà, lên sẵn chút đi, để đã lên nó hụt cái chân. Mấy ông gửi lên, mấy ông nhảy tôn. Rồi, 1, 2, 3. Nó nhảy tôn nè, bà thằng ấy không kéo ra nhảy tôn nè. Bon á. Bon á, gãy cho mày đó. Thằng luôn. Rồi đấy, không gãy đâu.
Tao hối mà cãi tao. Ai cứ nghĩ mà cứ cãi hoài. Rồi đó tao ok đó. Trời ơi nó cao 3m9 anh Hợp. Dạ. Ghê luôn á. Nghe hả? Bự lắm. Trời ơi. Hả cô ok, thấy bự không? Giơ tay, giơ tay. Ôi ngôi nhà dựng lên hai cái vách xong thấy nó rộng ghê á. Vui quá hả Tiến? Tiền. Kéo này nè. Kéo này nè. Quá rộng luôn á. Cực rộng luôn ha anh Hải ha. Tại vì mình để nhà vệ sinh ở bên ngoài nữa mình thấy nó rộng ghê á. Bây giờ các anh phải chịu cái vách lại. Quá nhanh. Quá nguy hiểm hả? Ừ. Quá nhanh nhưng mà an toàn chứ không phải nguy hiểm. Rộng quá anh ha. Quá rộng nè. Bà cụ thấy vỗ tay trời. Quá mừng. Trời thì bây giờ đang chuyển nữa đây. Anh em cố gắng đẩy tiến độ để mà lập lên cái nóc cái là khỏe ha. Đúng nhờ. Làm cái phần trong á, làm cái phần trong nó cũng dễ hơn. Mà trời cũng thương là ui ui chứ không có mưa. Không có bị nắng quá, làm to này mà nắng quá cũng dở lắm.